Xin giới thiệu với các bạn đây là những cái số phụ, số mạnh cầu đeo đấy. Các bạn đặt hàng thì liên hệ nhé, mình rất là nhiều, bán buôn bán lẻ, hàng tốt mà giá rẻ. Cái số mạnh này thì cái về số mạnh thì nó giảm gần một nửa tốc độ, nó rất là khỏe, tăng lên 2 lần tốc độ. Đây là số không thôi, có phụ kiện đi kèm thì cả dây cần các thứ nữa. Nó phù hợp cho tất cả những cái dòng cầu mà có cái đầu ra ở trên cái cầu các đăng, nó giống như này là các bạn có thể lắp được. Đây các bạn lưu ý nha, cái cầu các bạn mà đầu ra mà nó có 6 cái rãnh chen như này là có thể lắp đặt được hết đấy. Còn nếu mà cái phần mặt ở dưới của cái cầu ấy thì mình chỉ cần nó khác nhiều ấy, thì chỉ cần làm lại cái mặt vít này là bắt được thôi. Còn này là hầu như tất cả các loại cầu nó có thể dùng được cái số này đấy. Chỉ lưu ý là cái cầu nó có đầu ra 6 răng như này là được, đầu ra 6 răng và có cái đường kính răng của nó là khoảng 19 đến 20 là có thể lắp được cái số phụ này rồi. Số phụ này thì có thể chịu tải được 1 tấn là không vấn đề gì hết. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video và nhớ đăng ký kênh để dễ dàng xem lại những cái video khác.